một nghệ sĩ trẻ ở Nigeria đã biết tận dụng những miếng vải bỏ đi để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Thay vì kết thúc vòng đời tại những bãi rác, những miếng vải vụn được Marcelina Apozzotto thu gom từ các tiệm may để bắt đầu một cuộc đời mới, sống động hơn trên những bức tranh do chính cô sáng tạo. Vật liệu nghệ thuật khá đắt đỏ. Nếu không có tiền, bạn không thể mua được một số vật liệu nhất định, nhưng những mảnh vải này thì có quanh đây. Tôi bắt đầu sử dụng chúng để làm đồ trang điểm. Tôi cũng vẽ nữa, rồi tôi tự hỏi bản thân tôi có thể làm cái gì đó nhiều hơn những gì tôi đang làm. Thế là tôi bắt đầu dùng Ankara để tạo hình các gương mặt. Bằng đôi bàn tay khéo léo, những miếng vải Ankara được người nghệ sĩ 31 tuổi này biến thành các bức chân dung có hồn. Vải Ankara là loại vải có màu sắc tươi sáng, rực rỡ, mang phong cách Nigeria, phổ biến với mọi lứa tuổi và tầng lớp. Chính tấm vải này đã tiếp thêm sức mạnh cho công việc sáng tạo của Marcelina. Những miếng vải này làm cho công việc của tôi trở nên độc đáo và khi nhìn thấy, bạn sẽ bị thu hút. Có cái gì đó chung giữa bạn và tác phẩm vì nó bằng vải mà, bạn biết rằng nó thân thuộc với bạn. Nền kinh tế Nigeria phụ thuộc nhiều vào dầu thô, nhưng ngành thời trang, phim ảnh và nghệ thuật của quốc gia này cũng đang được công nhận trên toàn cầu và dần trở thành niềm tự hào của quốc gia. Những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới sử dụng vải Ankara để cho ra những sản phẩm tốt hơn. Và theo nhà đấu giá Bosham ở London, giá của các tác phẩm nghệ thuật châu Phi tăng 70-100% trong 10 năm qua. Mới đầu khi nhìn vào, bạn không thấy rằng nó là vải bỏ đi, nhưng ngay khi nhìn gần hơn, bạn thấy nó có màu sắc, hình dáng khác làm từ những loại vải bỏ đi mà cô ấy dùng. Điểm nổi bật là ở đây. Quả là sáng tạo, làm thế nào có thể lấy đồ bỏ đi và sáng tạo ra thứ gì đó. Marcelina kết hợp hội họa và thời trang trong tác phẩm của cô. Cô kết hợp tạo hình da, môi và trang phục của nhân vật trong tranh bằng những miếng vải Ankara. Nhiều khi thợ may đốt hoặc ném bỏ những miếng vải vụn đi, nhưng tôi đã đến đó và nhờ họ thu gom vải vụn nên họ giữ lại và môi trường thì giảm bớt rác thải. Thay vì ném bỏ, tôi sử dụng chúng vào mục đích khác. Các tác phẩm của Marcelina được bán với giá 25.000 đô la Mỹ. Cô đã bán được hơn 100 tác phẩm và hy vọng sẽ tìm ra cảm hứng mới để sáng tạo nghệ thuật trong những năm tới.